Phường 5, thành phố Đông Hà là địa phương có số lượng người dân cách ly tại nhà đông nhất trên địa bàn thành phố với hơn 94 người dân. Để việc giám sát người cách ly có hiệu quả, các cán bộ y tế của phường thường xuyên đến các hộ gia đình có người cách ly để giám sát, hướng dẫn họ chấp hành tốt việc cách ly tại nhà theo quy định. Hiện tại để quản lý các cái đối tượng mà cách ly tại nhà thì trạm đã phân công cho các cán bộ để giám sát từng hộ gia đình có đối tượng cách ly và mỗi ngày hàng ngày thì cập nhật về cho khu phố để khu phố tự theo dõi hàng ngày. Còn bên tổ liên ngành của phường á, sẽ bố trí 3 ngày một lần để kiểm tra giám sát các cái đối tượng cách ly tại nhà có đúng theo quy định hay không. Theo rà soát, tính đến ngày 4 tháng 8, toàn thành phố Đông Hà có 329 người có quyết định cách ly tại nhà. Để công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, tránh lây nhiễm ra cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, trong đó tập trung chú trọng rà soát những trường hợp phải thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà để đưa vào theo dõi, quản lý theo đúng quy định của Bộ Y tế. Khi mà cách ly tại nhà thì là chúng tôi về trạm y tế là phải tham mưu cho Ban chỉ đạo ra quyết định và quyết định đó là phải gửi cho thứ nhất là người thực hiện cách ly, rồi là gửi cho là khu phố trưởng, rồi là công an, ủy ban và trạm y tế. Thì những cái người này trong ban chỉ đạo thì phải thường xuyên giám sát theo dõi thì cả cái đối tượng cách ly này, và nếu như đã đối tượng mà không thực hiện nghiêm thì phải tham mưu cho ban chỉ đạo phải xử lý các trường hợp này, như ví dụ như xử phạt hành chính để làm gương cho những cái đối tượng mà cách ly tại nhà tốt hơn. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, sự hợp tác của người dân trong thực hiện nghiêm công tác quản lý, giám sát các trường hợp cách ly y tế tại nhà sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập trên địa bàn tỉnh.